Rồi, mình xin chào các bạn nha. Rất vui khi được gặp lại các bạn ở kênh YouTube này nha. Hôm nay các bạn, mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái mẫu đồ chơi trẻ em nha các bạn. Đấy, và các bạn nhìn là có thể đoán được mẫu đồ chơi mình sẽ giới thiệu chưa? Mẫu đồ chơi này các bạn là nó có tên là mẫu đồ chơi xe bồn chở các thiết bị vật tư y tế cho thành phố nha các bạn. Mình tạm thời dịch cái tên hơi dài nha các bạn, do cái này mình lên mạng mình coi nghĩa các bạn. Mình thấy nó lan man đó các bạn ơi, nó nhiều nghĩa lắm. Và mẫu này mình đang có ở đây các bạn, là mẫu này là xe sử dụng trớn thôi nha các bạn. Xe này sử dụng trớn thôi nha, chứ nó không có điều khiển nha các bạn. Các bạn mới nhìn tưởng điều khiển không đúng không? Nhưng mà là xe là mẫu này là xe trớn thôi các bạn. Đó, mình thấy nó có một cái màu xanh khá là bắt mắt nha các bạn. Màu xanh rất là đẹp nha. Này có chữ gì đây? Eco Mini Urban Hills. Này chắc là cái gì đó. Nói chung là mình không rành lắm các bạn ơi. Mình không rành tiếng Anh lắm mà tạm dịch là xe về là phương tiện chở các thiết bị y tế phục vụ thành phố nha các bạn. Tạm thời mình dịch như vậy các bạn. Nếu mà các bạn có cái cách dịch nào chính xác hơn và hay hơn các bạn thì các bạn nhớ comment xuống phía bên dưới video để cho các bạn khác cùng biết nha các bạn. Rồi. Bây giờ chiếc xe này có gì? Bây giờ mình sẽ khui ra mà mình cho các bạn xem cận cảnh nó như thế nào nha các bạn. Coi cái khui ra coi. Mẫu này thì nhìn chung thì nó cũng mình thấy nó đẹp các bạn, mặc dù là mẫu xe trớn thôi các bạn, nhưng mà mình thấy nó khá là đẹp các bạn, cho nên là mình cứ thấy đẹp là mình sẽ lấy thì mình quay cho các bạn xem. Mà các bạn thấy không, nó có một màu xanh đặc trưng, và màu xanh này giống như đại diện cho cái môi trường sống của mình như mình nha các bạn. Đấy, rồi để mình gỡ ra luôn để cho các bạn dễ nhìn ha. Đó, đấy đó, các bạn thấy chưa? Đó, chiếc xe này gọi là chiếc xe môi trường thành phố mà xe dạng mini nha các bạn, chứ không phải là xe lớn nha các bạn. Đó, mini và xe chạy bằng trớn nha các bạn. Đây các bạn thấy không? Đó, nếu các bạn có đón xem via kênh của mình á thì các bạn sẽ biết là những mẫu xe trớn này mình cũng hay quay khá thường xuyên các bạn. Mình thì cái kênh của mình thì các bạn thì quay cũng khá là đa dạng các bạn ơi, không có riêng là một cái đặc thù một cái bất cứ sản phẩm nào hết, cứ mẫu nào đồ chơi đẹp đẹp mà hay là mình sẽ lấy thì mình quay cho các bạn xem các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, rồi mình nghi lắm các bạn ơi, mình thấy có cái giò nước nè, cái này giống như là cái xe mà dùng để chở nước để mà tưới cây làm cho môi trường thêm xanh nha các bạn. Nó mình xem tự nhiên mình giờ mình thấy cái giò nước mình thấy quen quen các bạn ơi. Các bạn đi ngoài đường các bạn hay thấy cái mẫu xe mà hay tưới cây các bạn, nó tưới cây xung quanh đô thị các bạn là nó nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, coi này có gì đây, này cái nắp này dặn được mà mở là không được ta. Mở là không được các bạn ơi, này giống như nó chỉ là chân thôi các bạn. Đấy, và đây là chạy trớn nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, chạy trớn. Nó có nghĩa là các bạn khi dùng một cái lực trớn nhất định thì xe nó sẽ chạy theo trớn, theo quán tính các bạn. Chạy khi nào hết quán tính thì nó sẽ ngừng lại nha các bạn. Đó, mẫu này thì mình khá là gọn nhỏ luôn, mình thấy khá là đẹp. Đó, thấy không? Màu xanh khá là nổi bật nha các bạn. Đây là phần pin của nó nha các bạn. Pin này nó sử dụng là pin nút áo, và thông thường những cái mẫu xe trớn như thế này các bạn thì nhà sản xuất sẽ cho pin chúng ta sẵn luôn nha các bạn. Các bạn không cần phải lắp pin vào nha. À, chỉ cho pin sẵn chúng ta luôn, chứ bạn chỉ cần rút cái thanh chặn này ra, rung thanh chặn này ra là chúng ta có thể chơi được nha các bạn. Rồi, bây giờ mình bấm thử nút màu vàng để coi có tiếng gì nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó âm thanh làm cho mình cái đầu chơi mình thêm sống động nha các bạn. Một số bé các bạn, không phải ai bé nào cũng thích xe điều khiển, cũng không phải là bé nào cũng thích không phải bé nào cũng thích là xe điều khiển hay là xe pin nha các bạn, mà một số bé chỉ thích cầm chiếc xe như thế này các bạn. Đẩy trớn như thế này rồi nè, nè đẩy trớn này đó, các bạn thấy không, nó chạy các bạn thấy không. Đó, mình làm đẩy trớn cho các bạn xem nè, đó có trớn này, quay lại các bạn thấy không, quay quá trời luôn nè. Đó, buông xuống nó chạy các bạn. Đó, nhìn chung cái trớn này các bạn, cái trớn này sử dụng, nếu các bạn tạo trớn nó càng nhiều các bạn thì cái thời gian cái khoảng đường xe mà nó chạy các bạn nó sẽ càng xa và càng lâu nha các bạn. Đó, nó vậy nha các bạn. Đó, bây giờ nhiều bé các bạn thích chơi cái dạng vậy thôi, chạy trớn vậy thôi chứ không cần phải pin hay điều khiển như các bạn. Đó, để coi kìa, nãy màu vàng là tiếng đề xe, coi như màu xanh này, à tiếng nhạc các bạn, để coi nó có nhiều tiếng nhạc nha các bạn. Mỗi lần bấm nó sẽ chuyển đổi tiếng nhạc qua lại nha các bạn. Đó, các bạn nhìn nè. Đó, nhiều này mình nghĩ các bạn như mẫu xe này chắc có lẽ bé trai thích hơn bé gái các bạn. Đấy, nó cái mang giá dấp phong cách cái xe nó mạnh mẽ các bạn. Đấy.
Cái phím bên đây là nó hát nhạc các bạn, phím đây là nhạc đơn đơn âm, bên đây là nhạc đa âm nha các bạn. Phím màu xanh này nhạc đa âm luôn, để coi được mấy bài nha. À, nhìn gần, nhìn cận cảnh nữa các bạn. Xe thì nó thiết kế cũng khá là tinh xảo nha các bạn. Mình thấy chi tiết được hoàn thành khá là tỉ mỉ luôn. Các bạn thấy không? Từng chi tiết nó khá là tỉ mỉ luôn, nhìn khá là đẹp nha các bạn. Mặc dù là đây là mẫu đồ chơi mini bình dân thôi nha các bạn. Giá trị của nó không có cao nha các bạn, nhưng mà cái độ hoàn chỉnh của nó cũng khá là đẹp nha các bạn. Đó, nhìn chất liệu nhựa nó cũng khá là chắc chắn luôn mà, chắc lắm các bạn. Mấy mẫu này chứ nó chắc lắm. Đó. Ok, đây vòi nước này. Đấy, còn này là cái gì đây? Ở đó không được các bạn ơi. Rồi bây giờ mình để trớn thử cái dài dòng các bạn xem nha. Mình tạo trớn nè, mình tạo trớn nè. Nó các bạn thấy mình tạo trớn không? Nó buông ra. Nó xe chạy mà thấy không? Nó do ở đây mình không gian mình khá là hẹp nha các bạn, nên các bạn thông cảm cho mình nha. Đó. Hẹp quá các bạn ơi. Nên nhiều khi cái góc quay nó cũng khó. Đó. Cái bàn mình các bạn thì nó hơi trơn các bạn, nó cái nên cái độ ma sát nó không có, cho nên là nhiều khi xe nó chạy cảm giác giống như là nó bị trượt vậy các bạn. Đó, thấy không? À, để thử nè. Đó. Các bạn cũng thông cảm nha, cái này không gian của mình chật quá các bạn ơi, cho nên là nhiều khi chạy nè, tới nè. Đó, coi thấy chưa? Tới nè. Đó, coi thấy chưa? Không gian mình khá là chật nha các bạn thông cảm ha. Đấy. Đó, các bạn cần nhìn kỹ lên một lần nữa nha. Mẫu xe rất là đẹp nha các bạn. À, các bạn nên có thể mua những cái mẫu xe này, cái dạng mình sưu tầm các bạn. À, mình sưu tầm cất tả các mẫu xe trên thị trường hiện nay, trên tinh kiện hiện có hiện nay các bạn. Mình làm thành bộ sưu tập, mình lưu, mình rộng ở trong, mình bỏ trong tủ kính đó các bạn. Nhìn nó rất là đẹp, rất là hay nha các bạn, chứ không phải là thường đâu nha. Mặc dù vậy á, nhưng mặc dù chỉ là đồ chơi thôi nhưng mà rất là hay luôn đấy. À, cái nhạc một lần nữa nè. Mẫu mini thấy rất là dễ thương nha các bạn. À, rồi ok. Rồi, video clip của mình chắc cũng lẽ tới đây thôi nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video này tới tất cả mọi người cùng xem các bạn. Các bạn có muốn mình quay một mẫu đồ chơi nào đó thì các bạn cứ việc comment xuống phía bên dưới nha các bạn. Mình sẽ thu thập những cái bình luận của các bạn, mình tổng hợp lại và mình coi cái bình luận nào mà có xu hướng là nhiều nhất thì mình sẽ tìm, cố gắng mình tìm cái mẫu đồ chơi đó để mình quay cho các bạn xem nha các bạn. Rồi, bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha. Bye.